Sau 10 năm tổ chức huấn luyện gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, Cục gìn giữ hòa bình Việt Nam đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, xác định tốt đối tượng, nội dung huấn luyện, bám sát hướng dẫn, yêu cầu của Liên Hợp Quốc gắn với tuân thủ quy trình tiêu chuẩn của Quân đội Nhân dân Việt Nam để xây dựng các chương trình huấn luyện khung, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đến nay, Việt Nam đã xây dựng được 1 chương trình cho lực lượng cá nhân và 4 chương trình cho lực lượng đơn vị, đáp ứng các yêu cầu về nội dung huấn luyện bắt buộc của Liên Hợp Quốc đối với từng đối tượng tham gia của các nước cử quân. Bên cạnh việc xây dựng nội dung, chương trình huấn luyện, Cục gìn giữ hòa bình Việt Nam đã phối hợp xây dựng được một đội ngũ cán bộ làm công tác huấn luyện có kinh nghiệm, trình độ chuyên môn, cơ bản đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Từ biên chế phòng đào tạo thuộc Trung tâm gìn giữ hòa bình Việt Nam giai đoạn 2014-2017 đến năm 2018, Cục gìn giữ hòa bình Việt Nam được biên chế phòng huấn luyện, cơ quan tham mưu về huấn luyện và trung tâm huấn luyện, đơn vị tổ chức huấn luyện nhằm chuyên môn hóa và tăng hiệu suất huấn luyện. Về đội ngũ giảng viên thì có thể khẳng định là giảng viên của chúng tôi đủ năng lực để giảng dạy trong môi trường quốc tế về lĩnh vực gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc. Đến nay chúng tôi đã xây dựng được đội ngũ giảng viên chuyên trách và đã tham gia vào công tác giảng dạy với các trung tâm huấn luyện gìn giữ hòa bình quốc tế của các nước, của các đối tác. Ngoài ra thì chúng tôi cũng đã từng bước chủ động xây dựng được chương trình huấn luyện riêng cho lực lượng tham gia vào hoạt động gìn giữ hòa bình của Quân đội Nhân dân Việt Nam trên cơ sở những yêu cầu, tiêu chí của Liên Hợp Quốc và phù hợp với điều kiện, khả năng cũng như quy trình về công tác huấn luyện của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam biểu dương các cơ quan, đơn vị đã tham gia và có những cống hiến không nhỏ vào công tác huấn luyện gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc trong 10 năm qua và đạt được những thành tích xuất sắc. Trước những yêu cầu của hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn yêu cầu thời gian tới, Cục gìn giữ hòa bình Việt Nam tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng, điều chỉnh lại toàn bộ các hệ thống chương trình huấn luyện khung theo yêu cầu của Liên Hợp Quốc cho các đối tượng, thường xuyên cập nhật các chương trình huấn luyện yêu cầu mới của Liên Hợp Quốc để áp dụng vào các chương trình huấn luyện gìn giữ hòa bình cho các đối tượng của Việt Nam. Phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng chương trình huấn luyện chuyên môn cho các lực lượng quân y, công binh, bảo vệ, thông tin liên lạc tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Nhân dịp này, Cục gìn giữ hòa bình Việt Nam đã trao bằng khen, giấy khen của Bộ Quốc phòng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác huấn luyện gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc thời gian qua.